Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Karik thừa nhận bị rối loạn lưỡng cực 12 năm, khẳng định: nếu bạn làm tổn thương tôi có quyền làm điều tương tự. Mới đây, Karik khiến netizen không khỏi hoang mang khi đăng status thừa nhận việc anh bị rối loạn lưỡng cực và cho biết bản thân rất nhạy cảm với các thái độ ngược lại với anh trong thời gian hiện tại. Anh cũng cho biết mình đã bị rối loạn lưỡng cực suốt 12 năm nay, nên dần cảm thấy bình thường, thậm chí an toàn trong xã hội hiện tại. Cụ thể, nam ca sĩ cho biết: tôi bị rối loạn lưỡng cực và tôi rất nhạy cảm với các thái độ ngược lại với mình ngay tại thời điểm hiện tại. Khi đối diện với sự phản biện với cái tôi càng nhiều, tôi càng có xu hướng thu mình. Tôi nói ra không phải để xin sự đồng cảm hay thương hại. Vốn dĩ, tôi cũng đã sống với nó suốt 12 năm nay nên tôi thấy bình thường, thậm chí thấy an toàn với người bạn này, với xã hội hiện tại. Nhiều lần tôi tắt Facebook vì cảm thấy nó không còn là nơi thoải mái cho cảm xúc của mình, nhưng vẫn phải quay lại vì tính chất công việc. Có lẽ vì vậy tôi khá khó chịu với những kẻ hay thả biểu tượng ha ha một cách vô ý thức, ngay khi tôi cần sự đồng cảm hoặc chia sẻ tâm tư của mình một cách nghiêm túc. Có một câu của người bạn thân Nami từng nói với tôi rằng: chấp nhận chơi, phải chấp nhận luật chơi. Facebook cuối cùng cũng là nơi công bằng về nhân quyền cũng như tự do ngôn luận cá nhân. Vậy nếu các bạn làm tổn thương tôi cũng có quyền làm lại điều tương tự bằng cách này hoặc cách khác. Sự tự do thiếu khôn ngoan là mầm mống dẫn đến những kết quả xấu, Karik. Karik cho biết thêm nhiều lần anh tắt Facebook bởi vì cảm thấy nó không còn là nơi thoải mái với bản thân, nhưng cũng phải quay trở lại vì tính chất công việc. Karik đặc biệt khó chịu về nhiều người hay thả biểu tượng ha ha một cách vô ý thức vào những bài đăng chia sẻ hoàn toàn nghiêm túc từ anh. Ở cuối status, Karik dẫn lại lời một người bạn thân: chấp nhận chơi phải chấp nhận luật chơi, và cho biết nếu các bạn làm tổn thương tôi cũng có quyền làm điều tương tự bằng cách này hoặc cách khác. Sau cùng, anh chúc hạ bằng một triết lý do bản thân tự đúc ra: sự tự do thiếu khôn ngoan là mầm mống cho mọi kết quả xấu.